tha con ơi, con ở lại đây nghe con ơi. Mẹ không bao giờ bỏ con được. Mà con mẹ về bao hiếu với cha mẹ của mẹ nữa. Con ơi con. Nín đi con. Đây, đây tôi cho chị một số tiền. Chị về quê sanh sống. Mới ban đầu hát chung nhau cũng có thận nữa. Rồi sau này, một hai tháng sau á, nó kéo thời gian chừng 2 tháng ngoài vậy rồi mới thận. Dạ, hồi lúc trước cũng còn đi chung, hát chung, diễn chung mà không có thận. Cũng như lúc trước là chưa có hương nhau ha. Dạ. Rồi mình ngủ trên cái ghe này rồi tối mưa nó có giọt không chị? Cũng có tạt nữa. Nó cũng có giọt chút đỉnh đó. Rồi nó tạt nữa. Dạ. Rồi hồi lúc trước là ảnh đi bán vé à, chị là ca hay gì? Ca ảnh đi cũng ca lô tô luôn. Và giờ chích đoạn nữa. Chích đoạn nữa ha. Như hồi đó chị như mình ca chích đoạn tuồng đồ đó. Ừ, đâu chị làm hơn khúc coi em cho khán giả nghe im không? Hai chồng mình hồi hồi xưa là sống ở đâu mà bớp. Mình quê đâu á? Quê của cô Yến cái gì ở bên nội với gì Long Xuyên. Long Xuyên ở Châu Đốc á, mà ở tại tỉnh Long Xuyên. Quê chồng. Còn quê ổng cũng ở Long Xuyên nữa. Rồi nhưng sao? Mà nó khác phường. Rồi mình, sao mình trôi dạt gì tới đây dữ vậy? Tại vì đi hát lô tô nó buôn ba đó. Thời gian nó mới nó trôi dạt gì đó. Rồi bây giờ mình có gì trên Long Xuyên mình ở lại không là ở dưới đây? Ở bên nội với gì cũng chết hết trơn rồi. Còn tớp nhỏ thì tiến lên thì mình cũng không có qua lại nữa. Cũng như là giờ mình không còn bà con thân thuộc nữa ha. Không còn nữa, tại vì mấy người lớn tuổi đó, như là ông nội, ông ngoại, rồi ông nội với bà nội đồ chết đó. Rồi chú cậu bên ba chết nữa. Thành ra còn mấy đứa cháu tắng lên nữa mà nhiều khi về mà nó còn không biết mình nữa. Mà giờ ghé nhà nó chơi gì đó chứ cũng không ăn ái gì hung nữa. Nhưng mà anh với chị thôi đi, mình đi ca lô tô chứ đi kiếm tiền sự sống gì đó. Rồi giờ anh với chị ở đây làm nghề gì? Thì đi làm móng mà. Đi làm móng dạo ha. Ai kêu thì đi làm móng dạo. Rồi còn chồng thì làm gì? Anh thì đi bán vé số. Vé số ha. Mình thấy ở đây nó vắng hơn ở trên cạnh Long Xuyên à. Tại vì hồi đó về đây làm nên là ở đây quen rồi. Cái bắt đầu mà cái cô bị Covid-19 á. Không đi đâu. Đúng rồi, nó lớn lên. Lớn lên. Covid-19 không đi đâu nữa, ở đây có đi bán vé số luôn. Nhưng mà hai chồng hồi lúc trước là có gia đình gì không hay là không? Chưa có ai có vợ chân ha. Đó ông mới có 19 tuổi hà bả hốt ông rồi. Chị hồi lúc đó chị phát hiện mình giới tính thứ ba là hồi nào chị? Không, hồi nhỏ lớn lận. Nhỏ lớn luôn ha. Hồi nhỏ lớn luôn chứ không phải là mới phát bệnh đây. Bệnh từ nhỏ lớn luôn. Giống như hồi lúc mà còn vô trường nữa. Giống như mình trong trường là có trong có, trường có biết trai rồi ha. Đúng rồi, vô trường có bạn trai rồi mà đi học chung á. Rồi mình sống rồi cái ai là ông già mới qua đời. Ông già mới qua đời là mình mới có mười mấy tuổi à. Rồi thôi ông qua đời rồi thôi giờ nghỉ học. Nghỉ học rồi cái lô tô về xứ sở đó. Ở Long Xuyên đó. Thành ra cũng khoái thích đó. Hình như ta nói thôi đi cháu đi vô đi ông già chết rồi thôi đi theo đoàn của anh chị đi. Để gọi anh chị dìu dắt cho gọi chị năm tính sao chị năm. Nói con tôi nó mới có chịu đi về không nữa, nó mới mười mấy tuổi à. Đó nói vì chợ đi đại đi đó, thành ra nghe lời người ta rồi đi. Rồi đi mười mấy tuổi rồi tới giờ luôn. Rồi anh với chị sống hai người thương nhau dữ không? Có cái lộn gì không? Ví dụ như nhiều cái bực cử lộn cũng nhau. Có lại ai ha? Vợ chồng mà không có sợ được. Rồi ai thương ai nhiều nhất? Mà nãy giờ em chưa biết là anh tên gì và chị tên gì nè. Yến tên... hồi trước thì đặt Kim... Kim Én. Kim Én chứ không phải Kim Yến hả? Kim Yến là làm mười mấy năm nay, còn mười mấy năm trước á.
mười mấy năm trước cơ mà là kim én. Hồi nãy kim én xấu à. À, thôi sửa lại y này yên sắc yến đi. Yeah. E này ăn sắc én xấu lắm. Nói là én bày én nhạn gì đó. Yeah. Rồi anh tên gì? Tên Dũng. Dũng ha. Dũng, ha. Vì mà hai chồng sống hạnh phúc dữ ha. Hồi lúc 19 tuổi, năm 56 tuổi. Dạ, yeah. Tức là sống với nhau sống là từ lúc 19 tuổi tới giờ. Chưa có bé nào chứ ha. 19, người 20, người 19. À. Đó, vậy là sống trên chiếc ghe này luôn đó hả? Không có, cũng giải dầu dữ lắm, trời ơi. Nói chiếc ghe này không, cũng giải dầu là cũng như là đó, đi hát mướn nhiều đòn lắm. Đó, đầu kia vậy đó ha. À, đi hát mướn rồi nhiều đòn đi lắm. Đi theo hát lô tô cho người ta. Đi đâu mình đi tới đó. Đâu chị làm thử một khúc cho em nghe thử coi. thử giọng của chị ơi. Chắc chị hát hay lắm á, tại giọng cao á. Giọng hơi lớn rồi. Giọng hơi lớn á. Rồi chị làm coi. Chị cái nhớ coi cái đoạn nào. Một đoạn cũng được nữa. Mấy cái đoạn đoạn khoan khoan anh kêu lấy cái đoạn luôn. Không cái đi. Rồi, vô. Một đoạn để Yến để gửi lại qua một đoạn chích đoạn á. Là ngắn thôi, một câu hai câu gì đó của với tuồng Tô Ánh Nguyệt. trời nó cũng có đứng như là mình làm những cảnh như đó, mình được 3-4 người xin sáp vô. Bây giờ Yến để làm lại một đoạn ngắn thôi nhé. Cô ơi, hơi ghê ha. Cô ơi, mẹ con tôi đã lâm cảnh vào nhà tan cửa nát, nên tôi đến đây xin thầy cô có thương mà tôi đã ký thác đứa con này. Nên đi con ơi, tình mẫu tử là tình thiêng liêng cao cả, dầu mẹ có chết con mẹ chẳng dám quên đâu. Nếu kiếp này trả ơn chưa xong, vì xin nguyện kiếp sau đáp đền. Quá hay vậy ơi. Ô cô, rồi cô á, cô không thương con của cô sao? Làm mẹ nào mà không thương con? Xin thầy cô đừng nói gì nữa. Đừng nói gì nữa cho tôi thêm đau lòng. Trước kia khi mẹ sắp lìa con, dầu mưa nắng dài dầu, mẹ sẽ xa con. Con ơi, con ở lại đây nghe con ơi. Mẹ không bao giờ bỏ con được. Mà con mẹ về bao hiếu với cha mẹ của mẹ nữa. Con ơi con, nín đi con. Đây tôi cho chị một số tiền, chị về quê sanh sống, chị có bằng lòng phải không? Dạ tôi bằng lòng. Tôi bằng lòng thầy cô ơi, tôi đã bằng lòng mà. Được không? Quá hay luôn chị ơi. Đó, thì chị cũng cao một khúc cho mọi người xem mọi người nghe ha. Đó, thì anh với chị thì sống ở dưới một cái chiếc ghe nhỏ, mà ghe nhỏ nó mục hết trơn là tối hai chồng nằm đó ha. Nhưng mà mưa nó có tạt vô không anh chị? Mưa tạt không? À, mưa tạt trước ha. Em thấy cái này của chị mà nó cũng mục hết trơn rồi nè, này cũng lâu lắm rồi ha, cái bạc á. Cái ghe này mà tụi em xuống coi chừng bữa nào nó gãy luôn. Còn gãy gì nữa không? À, vì hỏi còn gãy gì này nữa không? Rồi mình gác chút mình đậu cái ghe này là lâu là ở đây luôn, hay là mình có đi tới đi lui gì không, hay là đậu cái ghe này là cố định ở đây luôn? Đậu ở đây lâu lắm. Đậu ở đây lâu lắm rồi ha. Rồi chị thì đi làm móng, anh thì đi bán vé số. Mình vậy mình đủ sống không, hai chồng đủ sống không? Cũng qua ngày qua ngày đủ sống ha. Mình đâu có ruộng đất gì đâu ha. Dạ.
rồi nấu nướng đồ đồ làm sao, thấy chật chội quá nấu nướng làm sao, có lên bờ nấu hay nấu ở dưới đây luôn? Nấu đó luôn. Tiếng trở lại hai chồng Minh Dũng rồi tiếng quay chia sẻ cho cô chú và các anh chị em xem nha. Alo đây mẹ ơi, chị uống cơm chưa? Thì chắc này lại tiếp tục chương trình để phục vụ cho khán giả xem anh chồng của anh Dũng với chị Kim Biến. Anh chị này là chuẩn bị ca hay gì, ca buổi chiều hả? Rồi chị ca mà gì chị? Xin để Kim Biến gửi đến bài hát cho bà con lối xóm để điều nghe nhạc phẩm này, xin gửi lại với bà con anh chị mình nhạc phẩm Ngã Ba Lòng Chuyện Ba Người. Quá trời hai chồng đứng đây mà khán giả là đứng trên bờ biết nhiều lắm. Lớp ngồi nữa. Quá trời khán giả. Rồi chào chồng đoàn chị ca ha. Hai chồng sống ở dưới chiếc ghe này nha. Ghe một nát luôn, đậu đây là khoảng mười mấy năm rồi. Hai chồng mình không có ruộng đất gì hết á, không có bà con thân thuộc luôn. Bởi lòng đã chót nặng thương, đòi ta đứng lại nhường đường em qua. Người đi vui với một người, biết chăng một người đang cười mà đau. Dù sao cũng mỗi xiên đầu, dù sao em cũng qua cầu là xong. Bây giờ chẳng biết làm sao, lẽ nào gặp lại, lẽ nào làm ngơ. Nhà em một bức tượng thưa, chiều nào nhớ hoa hân hờ bước qua để nghe được tiếng em cười, để nghe tôi gót một thơ thở buồn. Bởi lòng đã chót nặng thương, đòi ta đứng lại nhường đường em qua. Người đi vui với một người, biết chăng một người đang cười mà đau. Dù sao cùng mỗi chuyện đầu, dù sao em cũng qua cầu là xong. Bây giờ chẳng biết làm sao, lẽ nào gặp lại, lẽ nào làm ngơ. Nhà em một bức tượng thơ, chiều nào nhớ quá hận hờ bước qua để nghe được tiếng em cười, để nghe tôi gọi một thơ thơ buồn. Hồi đó mình đi lô tô mà mình hát sao mà mình nó bị lộn xộn, thôi muốn cười à, cũng như không phải định như là cái kia đi cái vàng nghe nó hay, còn cái vàng cái gì đợi nghe không có hay, nó bị làm tỏn tỏn hả, bỡ ngỡ bỡ ngỡ cái mình ca nó cái giọng bỡ ngỡ cái gì đó, cũng như đờn ngọt thì nó đang nghe đã ha. Đờn ngọt cái nghe đã rồi cái đờn thùng đó nó nghe không có được gian dội hung thành ra cái gồm ca trơn chùi nữa, thành ra nó không có lượt tiếng được đó, cái tiếng nói tiếng ca nó không có lượt ra đó. Vì chỉ làm bài cổ thì cho anh đờn nó hợp hơn. Ông có biết cái đàn cổ, hồi đó đi với ông thì đàn người ta đờn. Giờ ca nhạc liên khúc, kilo tô liên khúc á, như bơ hổm vậy. Người ở đây mình tắm rửa làm sao? Lên dạ, xin nhờ trên chị em bà con chảnh á. Tức là mình xin nhờ tắm trên nhà người ta ha. Nước dưới sông này mình có tắm rửa gì được không? Không, này nước mặn. Nước mặn ha. Tắm vô sao được. Nước này tắm chắc ngứa lắm mà ta. Nước này nhìn nước này nước vàng nha, là chồng lỡ nước vàng chồng đờn vợ ca
hai chồng cũng xứng chứ. Để Kim Yến gửi đến cho bà con của anh chị mình với nhạc phẩm kế tiếp nữa, chữ tình của ngày xưa còn động lại. Okay. Là nhạc phẩm này Gió Về Miền Xuôi. Quá dữ. Chứ ông đợi mà chị ra chị cười vậy. Ông ra đó. Vô. Chút là chị lên bờ là chị nhảy mới dữ nè, đúng không? Chị chắc nhảy dữ không? Nhảy có nhận sống nhảy mới được, nhảy cái này nhảy được kì. Thôi hồi lên bờ nhảy dưới đây hồi nó chìm ghe quá. Gió về miền xuôi, anh đưa em cuối nẻo đường đời. Gió đầu non, gió thoảng đầu hè, đường em đi đường nở hoa khắp luống cây. Trên đường em đi đường nở hoa khắp bốn mùa. Gió về là về miền xuôi, anh đưa em nước lớn nước gồng, để em qua sông qua suối thăm chồng. Gió về miền xuôi qua bốn bể năm bờ, gió đưa em ngược xuôi. Em ơi đường về quê xa mấy bước, đường về quê xa mấy ngõ, mà sao người nỡ bỏ guồng giường. Trên đường em đi đường nở qua khắp luống cây, trên đường em đi đường nở qua khắp bốn mùa. Gió về miền xuôi qua bốn biển năm bờ, gió đưa em ngược xuôi. Em ơi đường về quê xa mấy nẻo, mà sao người đã nỡ bỏ nguồn cày rồi. Gió về miền xuôi, anh đưa em cuối nẻo đường đời. Gió đầu non, gió loạn đầu hè, đường em đi đường nở qua khắp luống cây. Trên đường em đi đường nở qua khắp bốn mùa. Gió về là về miền xuôi, anh đưa em nước lớn nước gồng, để em qua sông qua suối thăm chồng. Gió về miền xuôi qua bốn bể năm bờ, gió đưa em ngược xuôi. Về quê xa mấy bước đường, về quê xa mấy nẻo, mà sao người nỡ bỏ chuồng giường. Trên đường em đi đường nở qua khắp luống cây, trên đường em đi đường nở qua khắp bốn mùa. Trên đường em đi đường nở qua khắp luống cây, trên đường em đi đường nở qua khắp bốn mùa. Dây găng, dây găng đứt dây đờn kéo nó mới hay cái này ha, hết đứt dây đờn rồi nói dây găng vô có hai cộng rồi thôi dây đờn kéo rồi đã. Ừ. Cái này là mình không có mua được cái dây đờn ha, sao nó mua dây đờn từ ngày đi bán cái số tới giờ không có đi chợ. Ừ. Bán cái số tới giờ không đi chợ chị ngày nào cũng đi làm móng nữa ha chị. Khi đi không? Một ngày mình thu nhập được bao nhiêu chị? 100 ngoài vậy đó. 100 ngoài rồi 200 ngàn cũng có, 100 mấy cũng có. Mình sơn móng người ta ha làm. Rồi chị đi vẫn vậy đi bộ hả? Đi xe 50. Có xe 50 hả? À. Hai chồng mà sống tối về ngủ đây luôn. Sống cuộc sống trên ghe mà. Ghe thấy một mét một chân, ngày thì làm xong rồi tối về ngủ trong cái chuồng đó.
Ghe này giờ chạy là chắc nó gãy ngang. Kìa cái khúc đó mục trơn kìa, đen xì luôn kìa. Mục trơn rồi. Người dân ở đây ta nói đây nếu mà chạy là nó mục luôn. Kêu bác lên bờ đi. Rồi, tiếng chào tất cả các chú anh chị em tiếng kết thúc video được nha. Thì mong rằng cô chú anh em thưa thường tiếng nhớ cho tiếng một like chia sẻ nha cô chú anh chị em.